Sau khi vòng loại U23 châu Á 2024 kết thúc, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã gọi thêm 11 cầu thủ vừa giành vé đi vòng chung kết, bổ sung vào danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam dự ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. 11 cầu thủ được ông Hoàng Anh Tuấn chọn gồm thủ môn Cao Văn Bình, Sông Lam, các hậu vệ Nguyễn Đức Phú, PVF Công an Nhân dân, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Hồng Phúc, Việt Theo, Võ Minh Trọng, Đồng Tháp, Nguyễn Đức Anh, Hà Nội, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, Thanh Hóa, Khuất Văn Khang, Việt Theo, Nguyễn Đình Bắc, Quảng Nam, tiền đạo Bùi Vĩ Hào, Bình Dương, Nguyễn Thanh Nhàn, PVF Công an Nhân dân. Số này cùng với 11 cầu thủ đã có trước đó, trừ Nguyễn Công Phương của Viettel sẽ không tham gia, là thủ môn Đỗ Sĩ Huy, Quan Văn Chuẩn, Hà Nội, hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Trần Nam Hải, Sông Lam, Nguyễn Mạnh Hưng, Viettel, tiền vệ Nguyễn Đức Việt, Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Phi Hoàng, Đà Nẵng, Đinh Xuân Tiến, Sông Lam, ba tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, Viettel, Võ Nguyên Hoàng, Thanh Hóa, Nguyễn Quốc Việt, Hoàng Anh Gia Lai. Trong số 22 tuyển thủ Olympic này có hai người quá 23 tuổi là Nhâm Mạnh Dũng và Đỗ Sĩ Huy, điều lệ cho phép tăng cường. Có 5 cầu thủ trong đội hình chính của ông Chu Xie xây dựng tại vòng loại U23 châu Á là Tuấn Tài, Minh Trọng, Đức Phú, Thanh Nhàn và Thái Sơn. Có 11 cầu thủ vừa cùng ông Hoàng Anh Tuấn vô địch U23 Đông Nam Á tại Thái Lan là Văn Chuẩn, Văn Khang, Quốc Việt, Vĩ Hào, Xuân Tiến, Hồng Phúc, Đức Việt, Nam Hải, Lê Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng, Phi Hoàng. Giới chuyên môn tin tưởng nhà cầm quân người Khánh Hòa sẽ không mất quá nhiều thời gian để kết nối các cầu thủ thành tập thể mạnh đủ sức chiến đấu tại ASEAN 19. Có thể thấy ông Hoàng Anh Tuấn mạnh dạn trao cơ hội tổ chức phòng ngự cho các trung vệ trẻ chưa đầy 20 tuổi như Nam Hải, Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng hay Đức Anh bên cạnh sự chỉ huy của Phan Tuấn Tài. Trong khi đó ông cần những trung phong to cao, tỉ đè tốt, không chiến hay để đối đầu với Ả Rập Xê Út và Iran nên Mạnh Dũng và Võ Nguyên Hoàng sẽ rất cần thiết ở tuyến đầu. Xung quanh họ sẽ là những cầu thủ giỏi kỹ thuật và tốc độ như Văn Khang, Thanh Nhàn, Xuân Tiến, Quốc Việt, Đình Bắc hay Vĩ Hào làm vệ tinh tạo đột biến. Ông Tuấn cũng tin tưởng hai cánh Minh Trọng hoặc Phi Hoàng và Đức Phú hoặc Hồng Phúc, đặt niềm tin lớn vào cặp tiền vệ con thoi Thái Sơn và Đức Việt. Dĩ nhiên Sĩ Huy là bổ sung kinh nghiệm cần thiết cho Văn Chuẩn, còn Văn Bình chính là người giữ thành giỏi của tương lai. Theo kế hoạch, ngày 13 tháng 9, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ tập buổi đầu tiên đủ 22 người và sẽ tập 3-4 buổi. Ngày 16 tháng 9 đội sẽ lên đường bay đi Hàng Châu, Trung Quốc.